Trường Nguyệt Tận Minh, lộ bằng chứng Bạch Lộc và La Vân Hy phim giả tỉnh thật, fan này hết đường chối cãi. Ánh mắt của La Vân Hy lúc nhìn Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tận Minh gây sốt vì quá tình. Trường Nguyệt Tận Minh đang là bộ phim xuất hiện dày đặc trên hầu hết các diễn đàn bàn chuyện phim Hoa ngữ, không chỉ đạt kỷ lục tất cả các phim từ trước tới nay với hơn 5 triệu khán giả đặt báo trước trên các nền tảng mạng xã hội, từ khóa Trường Nguyệt Tận Minh đạt hơn 400 triệu lượt xem các video liên quan đến phim. Từ cốt truyện, mạch phim và diễn xuất của các diễn viên đều trở thành chủ đề được dân tình bàn luận sôi nổi. Mở đầu một hình ảnh được cắt ra từ Trường Nguyệt Tận Minh đang được cộng đồng mạng bàn luận vô cùng sôi nổi. Cụ thể, Cnet đã không khỏi rần khi thấy ánh mắt của Đàm Tài Tận La Vân Hy lúc nhìn Lê Tô Tô Bạch Lộc. Theo đó, ở phần đoạn mới được chiếu gần đây, La Vân Hy một lần nữa khiến người xem phải nổi da gà với diễn xuất của mình. Vốn nổi tiếng là người có kinh nghiệm và khả năng nhập vai cực tốt, nam diễn viên luôn mang đến cho người xem cảm giác thích thú cuốn hút lạ thường. Lần này cũng không nằm ngoài ngoại lệ, diễn xuất bằng mắt của La Vân Hy tiếp tục nhận về vô vàn lời khen từ phía khán giả. Thậm chí vì ánh mắt của anh lúc nhìn Bạch Lộc quá tình, nhiều người còn đặt nghi vấn phải chăng cặp đôi chính của Trường Nguyệt Tận Minh phim giả tình thật. Đây cũng là chủ đề được cư dân mạng bàn luận xôn xao suốt thời gian vừa rồi. Một số bình luận như sau: quả thực bị tấm ảnh này chinh phục, phải xem cả bộ phim. Sự chiều chuộng chứa đầy trong ánh mắt, cả thế giới bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một cô gái. Diễn xuất bằng ánh mắt của La Vân Hy đỉnh quá, cảm giác như đến cái cây cũng có thể bị anh ấy nhìn đến nở hoa. Anh ấy quả thực rất yêu cô ấy, diễn xuất của La Vân Hy trong mỗi phân cảnh đều không hề dư thừa. Trước đó, nam chính La Vân Hy được xem là nhân tố quan trọng giúp cho Trường Nguyệt Tận Minh chiều lòng được khán giả mê phim Hoa ngữ. Bản thân nam diễn viên trước đó từng chia sẻ: tôi đã chuẩn bị bằng cách xem mình như khán giả để cảm nhận câu chuyện này. Sau đó tôi phát huy trí tưởng tượng của mình, nghĩ xem nhân vật này sẽ có hình tượng thế nào trong mắt khán giả. Rồi tôi cụ thể hóa hình ảnh khắc họa, lý giải nhân vật qua diễn xuất của mình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.